Tao gần lại cụm đầu vô, tao thích mày. Sao mà nghe tao nói vậy khoái quá trời, trả lời liền luôn, sợ sau mấy giây suy nghĩ đổi ý nữa. Đó đó là cái điều em mong muốn, vỡ hòa hạnh phúc vậy, nó mới hay. Bây giờ thì Quốc Cường xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Chào Hem. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thanh Tịnh, năm nay 28 tuổi và hiện đang công tác ở trong quân đội ạ. Thanh Tịnh hả? Dạ. Còn nghe chưa nghe cái họ đâu. Dạ, dạ họ Hồ. Hồ Thanh Tịnh. Tên rất là Phật pháp ha. Rồi con em. Dạ, em chào chị Vân và anh Thuận. Em tên là Kim Sang, hiện tại là tư vấn bán hàng. Năm nay thì em được 18 tuổi, 10 năm rồi. À, là 28 tuổi. 28 tuổi đó. À, rồi, ô, để đoán coi, chắc có lẽ là em đi mua, em sau thời gian em đi làm, em có tiền và em muốn sắm một chiếc xe hơi và em đi vô Toyota Bến Thành và em gặp bé Kim Sang và hai người làm quen với nhau và sau đó kết thân với nhau và cưới nhau, đúng không? Đó là mô típ trong phim. Còn đây nó khác. Khác đúng không? Lãng mạn hơn. Ôi, lãng mạn à? Dạ. Vậy thì kể cho anh nghe cái câu chuyện lãng mạn đó bắt đầu như thế nào? Cô này đi bán đồ ở gần chỗ doanh trại quân đội. Đó, chú quân đội này đi ra mua đồ, mua cục xà bông, ví dụ vậy. Quen. Bán. Đúng không? Mua đồ. Dạ, không. Sai luôn, đúng không? Thôi chị em mình sai chứ. Sai hết luôn. À, sai hết rồi, bây giờ kể đi. Thì vợ chồng của em là học chung với nhau từ năm cấp 3. Lần đầu tiên gặp nhau thì là năm đó là lớp 11 á. Thì hôm đó là em đứng chờ chạm xe buýt. Thì thấy cô này cũng mặc áo dài, xong rồi cũng nhí nha nhí nhố cũng... Hồi đó ốm nhom ốm nhách à. Cứ đứng hồi đó là có cái con nít nó khoái trứng cá anh. Trái trứng cá cứ đứng ở chạm xe buýt rồi nhảy bẻ trứng cá. Cái hơi cái đi xe buýt chung chạm xong rồi thấy xuống chung chạm luôn, xong rồi vô chung lớp luôn. Ờ trời, vậy là học chung lớp. Nhưng như mà vậy câu chuyện của bạn bắt đầu từ trạm xe buýt định mệnh. Ủa như vậy là khi nào thì mới bắt đầu để ý nhau? Lúc đó thì em vô học lớp 11 chung với ảnh chuyển trường vô chung nửa năm á, thì là em cũng thấy thích tại vì giống như là có được xe duyên vậy đó, cái gì cũng có cùng nhau hết á. Diễn văn nghệ thì cũng diễn, sếp em với ảnh diễn chung, đi làm báo tường, đi làm xe diễu hành, tất cả đi hóa là đều gặp nhau. Dạ, ảnh có xe đạp, ảnh chở em đi học, từ từ em nảy sinh tình cảm, em thích ảnh trước. Ảnh có thích em không? Dạ lúc đó chưa để ý. Con tại vì lúc đó nó trễ lắm. Hai má hồi con trai em lại để ý một cô bé học lớp 10. À có để ý rồi. Dạ. Sao nay chị chất quốc hết rồi. Con lớp 10 thấy hay đi chung với vợ em bây giờ nè, thấy cũng hỏi bây giờ mày giờ tao thích nhỏ đó giờ sao mày chỉ tao về chiêu ơi. Thì em cũng hí hửng mua được cái móc chìa khóa mới. Thế là cũng ra muốn làm nha, đó bất ngờ là tháo cái móc chìa khóa cũ của cái trên xe của người đó đi. Xong rồi gắn cái móc chìa khóa mới của mình vô, mình tưởng vậy là ngon rồi. Ai dè là cái móc chìa khóa cũ đó lại là cái móc chìa khóa mà kỷ niệm của người ta, là bể kèo lớp 10 từ đó. Sau này cưới nhau rồi thì em mới nhiều khi gác tay em chán suy nghĩ, nhiều khi đó là cái âm mưu có khi là lúc đó thì em thích mà em tức lắm, là mình thích mà cứ đi hỏi mình để cô người khác không à. Buồn. Bữa sau á cái em không muốn gặp ảnh, bữa đó không đi học, không muốn gặp ảnh nữa. Thì cả ngày em đó em cũng bồn chồn lo lắng chứ, tại vì lúc đó là em cũng thích rồi. Tối đó em quyết định là cúp học thêm luôn. Qua nhà coi tình hình làm sao. Cũng chờ một hồi lâu đâu có chịu ra đâu. Thế sau ra thế là em lấy xe đạp chở đi một vòng công viên. Thế là tâm trạng tốt lại. Đứng trước nhà cũng nói chuyện hồi lâu cái nói thôi à, chưa. À, cũng đi vô. Quay vô rồi. Thì em giống như lúc đó có cái gì mách bảo á. Em nắm tay lại. Đó. Động tác là em áp tay hai tay vô má rồi kéo gần lại cụm đầu vô. Tao thích mày. Wow. Anh nghi đâu mà có đó mà đúng không? À, thấy không? Anh đã mồi trước rồi. Mày tao. Đúng rồi, hồi cấp 3 là toàn mày tao mà. Bây giờ mày tao 3 năm trời luôn chị. Mày tao cảm giác nó mới gần. Có nhiều ấy lắm.
thế là rồi em thì sao? Xong rồi em cái... có trả lời không? Trời ơi, em là trả lời nhanh như chớp luôn á, coi như là sợ mất mối. À, sợ mất mối. Như là mày bây giờ đón nha, mày nghĩ sao mà tao không thích? À. Tao cũng thích mày. Trong lúc yêu đương nhau thì chắc là tình cảm rất là đẹp đúng không? Dạ, ảnh cũng lãng mạn lắm. Nói chung quen nhau nhưng mà ảnh học ở trong quân đội á, nên là thời gian gò bó lắm, không được xài điện thoại, rồi cũng không có được đi ra ngoài thường xuyên. Cái đợt đó là ảnh đi học ở ngoài ngoài Bắc á, ngoài Vĩnh Phúc á. Là đợt đó là em đi ra ngoài đó thăm ảnh. Bữa đó dẫn đi phố cổ chơi ở ngoài Hà Nội. Mà tật em á là kiểu hay đói bụng là cứ đòi ăn cho bằng được. Cứ nhìn thấy bún ốc cũng đòi ăn. Rồi thấy xiên nướng này kia, chả cơm cái gì cũng thích hết trơn. Mà đòi cái gì anh cũng không cho ăn hết á. Cái em mới nói sao anh mới đi có thời gian mà anh thay đổi quá vậy. Đó giờ mình cũng ăn lề đường thôi chứ có gì đâu mà giống như giờ anh làm như là sang chảnh lắm vậy á. Em rưng rưng nước mắt luôn. Xong rồi cái lúc đó anh mới nói thôi để anh chở đi đi ăn. Chở vô trong cái quán, cái nhà hàng sang trọng lắm. Cái đi lên cái mới thấy một cảnh tượng rất là lãng mạn. Là có hoa hồng nè, rồi nến nè, rồi rải hoa hồng thành hình trái tim trên bàn, rồi có bánh kem luôn. Tại vì cái ngày đó là ngày sinh nhật của em luôn, mà cũng ngày 8 tháng 3 nữa. Đó, cho nên là bày ra bất lãng mạn lắm. Mình đang bực bội, đang buồn lắm, muốn khóc luôn. Tự nhiên cái vô cái thấy vậy, thấy bất ngờ. Cũng muốn khóc mà là khóc vì hạnh phúc. À. Đó đó là cái điều em mong muốn, nó vỡ hòa hạnh phúc vậy, nó mới hay. Nào bây giờ mình kể tật xấu đi nghe. Anh ấy có tật xấu gì? Ảnh á là rất là mê đá banh. Dạ, với mê coi đá banh mà cũng mê đi đá banh nữa. Mới gần đây thôi, là tuần trước là sinh nhật em, về nhà mở cửa mở không được, thì xong rồi cái là thấy á, là tới khi mở ra thấy cũng tặng bánh kem cho vợ, rồi cũng đang làm gà để nấu cháo gà cho vợ ăn, thấy cũng bất ngờ lắm, rồi cũng đang vui lắm, mà chưa kịp hết bất ngờ nữa là nói anh đi đá banh nha, chút nữa anh về, xong bỏ lại cho em nguyên bãi chiến trường luôn, là em phải làm tiếp, 9:00 mới về tới trong khi rồi xong mới ăn uống, lúc đó cũng trễ rồi. Đá banh có mấy tiếng à? Đá banh có tiếng rưỡi à? Làm mấy giờ tới chừng nào? Dạ 7:30 à. Tức là đá đúng cái giờ vàng đó em. Lúc mà về ăn sinh nhật là nhằm cái giờ bạc, rồi cái giờ cũng như đồng chì rồi đúng không? Đây là bị xếp sao đó. Thứ hai á là mê game, tối cứ ngủ cứ nghe gì chim sẻ đi nắng, chim sẻ đi nắng vậy đó. Vợ thì không ôm đâu, là ôm cái điện thoại coi game không. Chim sẻ đi nắng hả? Dạ. Game là... tên kỳ vậy, cái game tên đàn bà quá vậy. Nó là thần tượng của em anh. Em chơi giải trí thôi chứ cũng không có mê lắm loại game gì luôn. Cứ nhằn nhằn vậy chứ em là cũng làm đâu đó là lên giường là cũng đấm lưng đấm chân xong rồi em mới dám coi chứ mà em coi cái đó. Kể gì đâu mà không kể đúng gì. Kể không có. Kể mà kể cho chính xác. Không có đủ. Với lại hay nhăn em lắm, mỗi lần đi đâu ra đường cái là hả? Nhăn cứ đi đâu làm gì cái cũng nhăn nhăn em trơn, nhất là có lý do hết anh. Vợ em thì được cái là làm cái gì cũng kỹ. Hên hôm nay là trang điểm đám cưới có cái anh kia anh trang điểm cho, chứ không thôi giờ không biết bắt đầu được chương trình chưa. Đám cưới lúc nào em cũng tính trước rồi, là em trang điểm ví dụ 5:00 đám cưới là 2:00 kêu em trang điểm đi, là đầu tư cho đi xăm chân mày xăm môi cho nhanh nữa. Nhưng mà cái này không như... rồi như lỗ hàng của tám em đó lụm thụm. Cứ nói chung là cũng quăng theo thứ tự, là cũng không có đến nỗi mà xách dép vô quăng trên giường, là cũng quăng dép ở dưới nền nhà xong rồi cởi vớ, rồi đi tới đâu là quăng vớ xong rồi vô trong rồi váy xong rồi áo. Anh cũng có hơn gì đâu, anh lười tắm hơn gì nữa. Đó, giờ bắt đầu kể. Không, hay chưa? Hay chưa? Trời, quân đội mà sao lười tắm được, ngày nào mới tắm. Có chậm trễ trong việc tắm thôi. Rồi em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Với mấy cái tật đó thì coi như là giờ ít đi chơi game với lại đá banh lại, dành thời gian cho em nhiều hơn. Còn em? Vợ em yên tâm về em lắm. Tin tưởng ở trong cái đó rồi thì còn cái gì đúng rồi ra ngoài được đâu. Có nghĩa là chồng sẽ ghen vợ hơn đúng không? Dạ. Chấp dạ. nhận làm vợ của một người lính rồi. Dạ. Thì hả, thời bình thiệt hay thôi. Thời chiến gì cũng vậy đó. Dạ. Em phải chấp nhận cái đặc thù công việc của ảnh ra, là lúc nào mà bạn này bạn được nghỉ ngơi, bạn về nhà đó thì cố gắng sao mà chiều chuộng bạn một chút. Đó, đó, còn bạn này cũng phải tranh thủ. Đó, về được ngày nào thì lo mà ôm ấp vợ đồ. Dạ. Và chúc cho hai vợ chồng em trong năm nay sẽ có một con chó vàng xuất hiện trong gia đình của mình, đến với gia đình của mình nha. Yeah. Yeah.